chính là nhà này dễ sắc xa từ lời global variable hay local mỗi chữ cứ static variable static variable cứ chia variable để dễ bậc cả nói para static keyword hay nó về để dễ bậc cả mà đo má nhưng ai call a static variable lắm bạn đòi video memory tại mà đo này viết đơn xe mình đây thay vì si space memory tại mà đo đi vì ở tụ tùa memory đến tràn đo đi tụ tùa tinh tăng memory tràn đo á ok bởi sao này dường bởi cả nó trong class cứ dừng ai cho xe viết đòi ở pra class name hay nâng static variable ok ở lớn như mắt toàn bởi cả nó trong class đi nhưng bởi cả nó cần kéo static keyword hay variable name okay. Static variable okay, nhưng đã lại rồi đồng bài đạt rồi anh ấy đại collect okay. Nó phải là anh ấy cho ngọt xét cứ như ngọt xét đôi kia echo là collect rồi không collect ok trở lại ok đừng chênh mà IT chênh static with role nhưng còn là pra static keyword static variable hết bật năng ấy static thì xem form mới tiết cho bậc cao static variable nó không function nó không class mình là vi miên static variable static main sort nhóm miên class mới nhóm data student nhóm pra chỉ public tết đồng bây ai đó nè ai chả xe bàn nó cần cao main khăn grab class ok đó là collection small IT ở phía đến cứ khóc này hay nó phê để nào nó chọn ở xe viết cứ dân hào nhóm nốt nó không nhé dân hào class name thay xin nhà scope resolution operator hay dương đặt variable name static variable name variable static variable name class anh ấy nhắn cái cam scope resolution operator PHP lên cao lắm P đón á và dân hai tám syntax thì class name mà giới chung ấy thì student hay chơi P P đó hay collect hay sẽ bị cái lầm complex dân pra echo vẫn bỏ echo đấy cứ ạch chênh là đập hò lệ anh ấy nó cần cái class នៅក្នុង class យើងមិនបាច់បង្កើត object ចេញពី class ទេគឺយើងអាច access បានដោយគ្រាន់តែហៅ class name ភ្ជាប់ជាមួយនឹង variable static ពេញ IT ទី 2 ហ្នឹង
comment. Detail là con cứ ăn chop ấy bay buôn sầm ra nữa chăng chăm nó pe chật chop một chia nắng và chăng mũi tiết cho bậc ca về public static main source mà đó đầm bay dân à xe về bán để public static function để get static value nó pay để chúng ta call static variable rồi có static function vô mà prao nó trong function mùi tiết cứ nè nó prao syntax tab nhà scope resolution operator variable static variable name okay. Rồi có những call sap static main source name ấy xin tạc bảo viên á thì những cam tha việc pra static nâng cứ ở dương ở xe viết đôi mình bạch và cả object trên vị class tê ở chứ những call tam chúng ta bỏ dưỡng nhưng tự pra cái pra static variable cái return cái step scope resolution operator collection OK này ba nè. Lớn là ní dương comment, dương trong call static main source này dùng một ra. Chắc là biết call với chắc là biết call nhóm nằm đặt sinh tạng nằm cầm class name scope resolution operator static main source name và vô lớn rồi nè chẳng mở video hơn là mình tích anh ấy xin tắt và xin anh em trong call variable là chỉ static nên là class vì call class name là static variable ta và xin anh em trong call static main source static main source cứ dân call class name ở xung nhà đấy hay static main source name và những call về những ai call student những have class những class student scope resolution operator này main source những chung ấy main source static này kể 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 chứng nhân sử mỹ gần lầm hoặc lấy sử mỹ gần lầm tỏ viên đừng chênh máu ai thì nó ai thì hết thế nhưng mà hai tay phần đang ngay cái lại nâng dương riêng chụp nói mối tiết để tiết toàn mình have global variable global variable
feature variable ដែល យើង អត់ គិត ពី scope ទេ វា មាន តែ កំណត់ របស់ វា ទេ ហើយ យើង អាច assign បាន នៅ ក្នុង class និង function អាច កន្លែង ណា ក៏ បាន ដែរ ទាំង អស់ វា មាន 9 ដែល នេះ ចាំ global variable ហ្នឹង ហើយ get hop file និង request គឺ យើង ប្រើ flash ដើម្បី ចាប់ តម្លៃ ចេញ ពី form យើង យើង ក្នុង HTML យើង មិន មាន form input take number checkbox radio យើង យើង ចង់ យក តម្លៃ ដែល យើង បាន បញ្ចូល នៅ ក្នុង form ហ្នឹង គឺ យើង ប្រើ ប្រាស់ $get $ pop $file $request ហើយ ទាំង អស់ វា មាន 9 ណា យើង យើង ប្រើ $get $ pop $file $cookie $ request $ session $ server $ env $ global មាន 9 យើង ចំណាំ សិន ទៅ ហើយ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ បាន ដល់ ហ្នឹង ទេ អញ្ចឹង ហ៎ វា តទៅ នឹង form ពេល យើង ចាំ ថា មាន 9 អាច note វា មួយ មួយ ទុក ទៅ get hop file cookie request session server env អាច search ថា php global variable ឥឡូវ មាន 3 ខ្ញុំកំណត់ចុចសិនទៅមើលឃើញណាស់តាមខ្ញុំនឹកឃើញហើយយើង មាន 9 ទាំងអស់ key request session server env global អានឹងអត់ មាន underscore ទេ វា ប្រើ $ global វា ស្រដៀង នឹង អា global keyword មិញ ណា វា ប្រើ វា ដូច គ្នា ត្រូវ តែ សេ អក្សរ ធំ ទាំងអស់ តែ យើង អាច note ទុក ខ្លួន ឯង សេ អក្សរ តូច ក៏បាន អក្សរ ធំ ក៏បាន ដែរ តែ កុំ ឲ្យ ច្រឡំ សេ អក្សរ ធំ ទៅ ព្រោះ យើង ត្រូវ ប្រើ អក្សរ ធំ ឲ្យ កន្លែង ណា underscore underscore អញ្ចឹង ដែរ នេះ ឃើញ អានេះ អានេះ ហត់ វា ចាប់ ចេញ ពី form ណា ចាប់ ទិន្នន័យ ចេញ ពី form ទាំងអស់ នេះ ឥឡូវ ឃើញ ចាំ តិច ទៀត ខ្ញុំ បង្ហាញ នេះ ឲ្យ ចប់ data tab នេះ សិន អញ្ចឹង មួយ ទៀត យើង ចូល data tab ហើយ data tab នេះ ប្រើ សម្រាប់ ធ្វើ អី យើង ប្រើ សម្រាប់ ធ្វើ អី data tab យើង កំណត់ ប្រភេទ ទិន្នន័យ ទៅ ឲ្យ variable អញ្ចឹង data tab នៅ ក្នុង php វា បែងចែក ជា group របស់ វា គឺ ទាំង អស់ មាន 3 ធំ ជា scale scale មាន ចំនួនគាត់ content គឺមាន array និង object array វាជា variable ដែរ store ទុកបន្លែបានច្រើនតាម
compare the data type same thing here. Chúng ta sẽ index down here. Index. Okay, object. We for the new class. So we can add the object when. Đôi mình nhóm miền class mùi ạ. Và khi nhóm chọn bằng cách object trên vị class nâng, tôi có thể dân call class name này. Ok, special template, we mean result. Result đôi chỉ cái dân chọn tập bác file thị được gọi dân cái file file chân trên được không? Thị file word, file excel ấy bạn. Vì thế ngay ra result hành. Bài mùi tiết, dân ngay từ phương ca ở product ca chúng mới lên là dân là sai người ta phải cần là x mà đọc anh ấy đi chia và đồng bộ là miền đồng bài đọc các bạn có sẵn nào được đặt đó là x smart nào anh ấy đồng bài với smart nào cái nhóm mình tiêu ho mùi mùi rồi nè nhỏ nghĩa ok data tab cứ sầm ráp cùng nó tập hết tình lấy tại ai vào bốn we mean okay, scale tab mean a class scale tab okay boolean okay nhập ca my boolean asma true okay mean tiếp string okay my string em đã hello thêm viên integer okay my integer okay đọc thêm viên float my float just my đọc cho hà sập ở hai anh nắng scala tab ở hai tí cứ compound physical compound tab mean any class or mean array okay array array cứ chưa bật ca nhập bật ca tham mai array dân prao dùng mùi nâng function array đấy chúng ta đồng lại array okay data đồng lại a b c á khi nhóm miền lịch môi, lịch pi, lịch bay, lịch buồn hay miền true, fall, đầm lại float và phay, trọc, hạ sập anh ấy cứ chỉ ở đây, việc tốc đầm lại màn trán được không vào bộ tài mùi ok string chúng ta có thông sinh đồng phố là cả đảm bản phụ string thì khả năng cái string á khả năng chia kế đấy có thể kênh mình chờ đấy cho đấy có thể viêm xúc mặc bằng lưu mang xa một hết viết thăng thăng thông vào bộ tài mùi object object ខ្ញុំបានបង្កើត class មួយនេះ class student អញ្ចឹងយើងចង់បង្កើត object យើងត្រូវ call class student ខ្ញុំ call ណានេះខ្ញុំបង្កើត
student smart and new student and this object that got change p class student on your next ចាំថានៅពេលដែល យើង បង្កើត object តោះតែមាន main class ទៅ យើង បង្កើត បាន អានេះគឺ object ដែរ object ឈ្មោះ ថា student ហើយ អានេះគឺ ជា class name ក្នុង keyword ដើម្បី allocate មានថា កំណត់ ទីតាំង memory ឲ្យ ຕົក object name វា ឈ្មោះ ថា student នេះ អពេលដែល យើង បង្កើត object ហ្នឹង យើង នឹង បាន role data member របស់ class ហ្នឹង chúng ta member và biết admin chia variable admin chỉ main zone cái tiền tôi nâng op nhóm nâng detail cái này nha đây vô phần nâng tới tiền tôi object nâng ok mỗi chiếc là những special tab các bạn special tab Here in class, resort. Mỗi tiết cứ nào, chiếc nào vi bậc cao là ball, thể đặt máy nào, đầm lại với thứ smart nào. Cái này cứ nào. Ở resort này, tiết tôi đừng cao bằng phá lắm. Khi mà ca thì mỗi mà open nhóm mọi bà my text dot tto chụp mình mới xin bạc quyền tích mà gì không app open okay đó là okay nó đang đi ở đây như cái tôi bị sợ chúng ta ăn một bài phao mà đi được là bởi anh chưa rít á rít vô một bài hai nhưng thay nhưng mà xe soi được không phao thì chi tới nhưng ao về bài mà là bài hai anh cứ dừng bài ok rồi ok rồi ok rồi ok rồi dừng miền phần nắng rồi nào thêm mưa thì hồi ok chẳng đồng bài hai là khó nào thêm bài và và đám hay dân đại chúng và bố là mai bố lên ở vị trình máu có phê tình đấy nâng tầm lại thì em open vừa rồi phá lẹt khởi phá thì chi nữa chứng nhầm của mình dẫn này khánh vị trình máu ghế bố lật I true. I true nó cứ chỉ vào dữ và dương nè. Vào dữ để dương là sai nhau vậy. Hay bù lẫn chia một hệ data tab. Ok. Trong bao và bộ sinh cái này có là cả và đã mất lại chung vào bộ nó nên mình khơi vậy. Một hệ data tab ấy tập lại một biết. Và cái ở đây nick sinh kia ở đây. Nhưng mà anh ấy nó có ba này. Ờ, nhưng anh ta rất quả đám. Và đám thì mày ở đây. Lấy chung mơ bảo vệ trên chị ấy.
เนี่ยวิจัยนี่ตรงเนี้ยเคยยัดเจ๊เก๋วิจัยอะไรเนี่ยอะไรอะไรเงี้ยดอกปีมันรอบเมื่อดอกปีอ่ะรอบตรงนี้เหมือนเนี่ยเงี้ยดอกปีอ่ะ Thì ai tay con này mà nó nữa mà ai trên tra function qua đám á vì nó mà ai có thể để ta thép nâng tầm lại Ok, chứ là ăn miếng ấy, miếng nhiều ngon lắm. Xem theo và hai nó nên chấp chấp làm lại trên before mình tay ăn toàn đi dương bạn vẫn nâng hay sắp đá cái cứ nè nè tại vì thua nè nhôm vừa bỏ mạng được thi nè kể chứng ở dương riêng ngày nâng vẫn nâng hay sắp ra nó khá nế